Sau thành công của Trường Tương Tư, Dương Tử và Đàn Kiện Thứ đều bận rộn với những dự án riêng. Ít ngày nữa thôi, người hâm mộ sẽ lại được nhìn thấy cả hai xuất hiện cùng nhau. Mới đây, Đài Hồ Nam Trung Quốc đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ tham dự đêm hội cuối năm diễn ra vào tối 31 tháng 12. Sự kiện này sẽ quy tụ nhiều cái tên đình đám có phim hot trong năm 2023 như Huỳnh Hiểu Minh, Vương Nhất Bác, Dương Tử, Ngụy Đại Huân, Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư, Thành Nghị, Đàn Kiện Thứ, Ngu Thư Hân. Đáng chú ý, tin đồn về các tiết mục được trình diễn trong đêm giao thừa của Đài Hồ Nam cũng dần xuất hiện trên các diễn đàn mạng. Với độ hot của Trường Tương Tư vào mùa hè năm nay, hiển nhiên Dương Tử không thể không góp mặt. Theo tin tức trên Weibo, nữ diễn viên và Đàn Kiện Thứ sẽ xong ca bài "Hôm nay em phải gả cho anh". Và nếu tiết mục này thực sự diễn ra, cũng coi như là một sự bù đắp cho việc cặp đôi Tương Liễu và Tiểu Yêu không thể đến với nhau trong phim. Ngoài ra, những tiết mục đáng chú ý khác được cho là sẽ xuất hiện trong sự kiện còn có Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trình diễn Troublemaker, Thanh Nghị nhảy phụ họa cho Thái Y Lâm diễn bài Play Ta Khinh, Tần Tiêu Hiền hát Bí Mật Mùa Đông, nhóm TNT diễn Lip Hit, Triệu Lộ Tư, Phạm Thế Kỷ song ca Tình Yêu Hoa Môn. Trước danh sách này, cư dân mạng dự đoán có cái thật, cái giả, bởi sau khi Thường Lan Quyết khép sóng đến nay, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã luôn né tránh tương tác ở rất nhiều sự kiện do mâu thuẫn gay gắt của người hâm mộ hai bên. Vậy nên rất khó để cặp đôi này có một tiết mục chung, hơn nữa lại còn là bài có nhiều vũ đạo thân mật như Troublemaker. Tương tự, khán giả đặc biệt là fan cứng cũng hiểu rằng khả năng vũ đạo của Thành Nghị là như thế nào, việc anh nhảy phụ cho Thái Y Lâm có lẽ chỉ là trò đùa dai của người tung tin đồn mà thôi. Tại diễn biến khác, màn cosplay của Triệu Lộ Tư dịp Noel đang nhận về những ý kiến trái chiều, thậm chí có người còn nhìn nhầm cô là đàn chị Dương Tử. Vài giờ trước, mỹ nhân họ Triệu khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh. Theo đó, nữ diễn viên cosplay nhân vật Gwen trong game Liên minh huyền thoại với trang phục và phụ kiện cầu kỳ không kém phần lung linh, người hâm mộ Triệu Lộ Tư không khỏi vui sướng khi thưởng thức bộ ảnh vì đây đích thực là món quà Giáng sinh mà nữ diễn viên dành cho họ dù đang bận rộn trong đoàn phim Dèm Ngọc Châu Sa. Với những ai theo dõi nữ diễn viên sinh năm 1998 sẽ thấy, thời gian gần đây, cô nàng cũng rất chăm chỉ thay đổi nhiều phong cách khác nhau trong những bộ ảnh mới hay khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dẫu vậy, không biết là do Photoshop quá đà hay cách trang điểm mà một số cư dân mạng nhận định nhìn Triệu Lộ Tư mà cứ ngỡ là Dương Tử trong tạo hình mới này. Tưởng Triệu Lộ Tư cosplay Dương Tử không á trời, có hai bức ảnh nhìn đặc biệt giống Dương Tử, nhất là mắt và đôi môi. Không nói tôi còn tưởng là Dương Tử nữa, chẳng lẽ tôi thích Dương Tử quá nên nhìn đâu cũng ra cô ấy. Là Triệu Lộ Tư và Dương Tử cùng ekip trang điểm với chụp hình hay sao? Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư đã cosplay sai đặc tính của nhân vật vì tóc của Gwen vốn có màu xanh chứ không phải đen, màu mắt cũng không đúng. Được biết, việc cosplay sai theo ý thích của bản thân là điều tối kỵ trong giới. Vậy nên, có bình luận chỉ trích nữ chính thần ẩn đã mất công thực hiện bộ ảnh thì nên làm cho đúng, tránh gây tranh cãi. Tuy nhiên, fan của Triệu Lộ Tư lại cho rằng cô chỉ cosplay vui vẻ, chơi dịp Giáng sinh cho họ xem chứ không phải dân chuyên nghiệp nên không cần soi mói quá mức.